đến tham quan chùa Linh Ứng, sau đó bắt đầu xuất ra thành phố Đà Nẵng. Vào tường Phật Ba rất là cao, mà đạo Sơn Trà. Đây có rất nhiều cây xanh, cây bồ đề, cây xanh. Từ xa mình có thể nhìn thấy ở tường vượt qua là một rất là cao. Ở Đà Nẵng có một cái điều đặc biệt nhất là có ba ngôi chùa cùng tên. Đây là ngôi chùa Linh Ứng, một ngôi chùa Linh Ứng khác nằm trên đỉnh Ba Na, và một ngôi chùa Linh Ứng là nằm ở Ngũ Hành Sơn. Ở đây là có ba ngôi chùa tên Linh Ứng. Là chánh điện của ngôi chùa. Nhiều khách du lịch là đến tham quan ngôi chùa này. Hai bên ngôi chùa là có 18 vị La Hán được làm bằng đá cẩm thạch. Vì là hai bên chùa. Nhất khu vực này.
Chùa Linh Ứng nằm khá gần trung tâm thành phố Đà Nẵng. Em là người tham quan là cộng đồng quay lại là tour. Họ thường tham quan chùa Linh Ứng. Đường hoa cao 67 mét. Tiêu khỉ là Monkey Mountain. Khỉ ở đây rất thân thiện. Khỉ. Giờ đến khỉ. Khi mẹ con Thank you.
Cái kia là toàn cảnh thành phố Đà Nẵng. Khi đang tắm, đang chơi. Okay.
Thì từ mở nước không được tắt không, từ mở nước không được tắt không là tắt này không, tắt nước tắt nước. Ngày nào ở đây cũng được, nên sáng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.